Vâng, xin kính chào tất cả quý khách hàng thân yêu của Ba Tư Phan. Một mẫu xe phân khúc nhập khẩu, phân khúc hạng B, một chiếc Accent được nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc năm 2013 đã lên phiên bản Blue, hộp số 6 cấp và đèn bi LED và giải LED ban ngày. Chiếc xe này là trang bị hộp số sàn anh chị nhé, và đang được chào bán tại công ty Ba Tư Phan với mức giá tạt hợp lý. Anh chị sẽ cùng em Dũng đi theo sát cái chất lượng của chiếc xe trước khi anh chị theo về cái giá xe, đúng không ạ? Một lát nữa em Dũng sẽ nói về giá xe cho anh chị có thể tham khảo được. Một cái chiếc xe mang cái nước sơn màu đen, thân vỏ được nhập khẩu cho nên nó cực kỳ là chắc chắn. Với cái động cơ 1.4 thì thực sự là nó là một cái động cơ bền và tiết kiệm nhiên liệu. Với mức tiêu hao nhiên liệu của nhà sản xuất khuyến cáo cho nó chỉ rơi khoảng tầm 6 lít đến 6 lít rưỡi thôi. Rất là tiết kiệm nhé anh chị nhé. Và trang thiết bị của chiếc xe này rất là dễ kiếm thôi, sửa chữa cực kỳ là dễ dàng, thay thế cũng thật sự là dễ dàng. Chiếc xe Hyundai Accent Blue 2013 đang được chào bán tại công ty Ba Tư Phan với cái mức giá đó là 325 triệu đồng. 325 triệu đồng anh chị nhé. Vâng, xin nguyên 100% cam kết với quý khách hàng. Và chiếc xe này anh chị có thể nhận thấy được rằng là cái nội thất của chiếc xe này là được trang bị nội thất ghế da màu ghi rất là mới và rất là đẹp đây. Vâng, còn căng đét đây. Một chiếc xe mà cam kết với quý khách hàng đó là không đâm xô tai nạn, chiếc xe không có dịch vụ, không chạy dịch vụ nhé. Một chiếc xe chạy gia đình chuẩn mực cho quý khách hàng để quý khách hàng có thể là hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng của chiếc xe này. Sản xuất 2013 đã lên phiên bản Blue rồi. Và một chiếc xe chuẩn mực luôn. Đây anh chị có thể xem đây. Đấy, chuẩn mực luôn đúng không ạ? Đây anh chị có thể xem về thân vỏ trước này. Xe thì được trang bị đó là một kính lái auto, các chính chỉnh điện. Xe được chủ nhân đấu gương gập điện này nè. Vâng, đã đấu gương gập điện rồi nhé. Rất là thuận lợi, thuận tiện nhé. Cân giá chân côn đây. Chiếc xe này đã lên cái ghế da rất là đẹp đây. Xe được trang bị trần giấy bóng nguyên bản này. Vâng. Chiếc xe này khá là chất lượng nha anh chị nhé. Đây, vô lăng ủ số còn zin nguyên này, vô lăng chưa hề bị sờn chóc này, cái phím còi cũng thế còn đẹp nguyên bản này, chuẩn mực đúng không ạ? Đấy, anh chị có thể theo dõi về cái chất lượng của xe thông qua những cái hình ảnh video chi tiết này. Xe chủ nhân đã trang bị cái phần thảm lót rồi, rất ok đúng không ạ? Rất chuẩn mực đúng không? Đấy, CD theo xe này. Điều hòa cơ này, đó là trang bị cần thiết của xe. Ủ số này, trang bị hộp số sàn này. Và tiếp theo đây là cần phanh này. Đấy, ghế da này. Này, chị có thể xem này. Đấy, và anh chị có thể nhìn cái táp ly táp lô của xe. Tất cả các phần vỏ nhựa của xe đều rất là đẹp nhé, không hề có vết xước nhé. Cái chiếc xe chạy gia đình nó khác hoàn toàn với những chiếc xe chạy đã qua taxi. Nó còn giữ được độ tươi mới của một cái chất xe còn zin bằng nguyên bản anh chị ạ. Đấy, quý anh chị có thể nhận thấy được là tất cả những cái viền chrome nó không hề bị bong chóc đúng không ạ? Nó không hề bị bong chóc. Thì chứng tỏ là cái chất nựa của xe vẫn còn tốt sau với quá trình gần 8 năm sử dụng. Ngay cả cái phần tất cả những phần này cũng thế đúng không ạ? Đấy, ta quan sát rất là kỹ phần nội thất rồi, phần dựa để không hề có vết xước luôn. Chúng ta nhận thấy được rằng là chiếc xe này nó còn rất là chất lượng so với cái đời của nó đúng không ạ? Chính vì thế cho nên là với cái tầm tiền 325 triệu đồng với một cái chiếc xe 2013 như thế này thì em thấy rằng là đó là một cái chiếc xe thực sự hợp lý rồi. Anh chị cứ điện đến là mua được thôi. Nó quá đẹp luôn anh chị ạ. Vâng. Em khẳng định với quý anh chị đến đây anh chị cảm thấy nó hài lòng. Không hề có một chút gì về thân vỏ anh chị nhé. Rất là chuẩn mực. Bây giờ ta sẽ ngắm cái phần thân vỏ của xe. Xem nào cái phần thân vỏ nó có căng không. Đúng không ạ? Vừa rồi ta vừa xem cái phần nội thất của xe. Đó là cái phần đầu tiên. Bây giờ ta sẽ ngắm cái phần thân vỏ. Để có thể là xem cái chất lượng thân vỏ của xe. Anh chị có thể nhận thấy được rằng với cái chất lượng của xe Accent 2013, nó là phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, cho nên là cái phần thân vỏ của xe được chăm chút khá là kỹ. Nhà sản xuất đã trang bị cho nó những cái chất liệu tốt nhất về phần thân vỏ, đó là phần tôn thép của nó thì đã được
Nhìn chung là được trang bị tốt nhất có thể. Tốt nhất có thể anh chị nhé. Vâng. Nó rất là dày dặn, nó không mỏng manh như là dòng Vios đâu. Và đi bên trong cách âm rất là tốt. Trang bị na răng 8 chấu, na răng đúc 8 chấu, đèn pin LED, đèn bi, projector, giải LED ban ngày, trang bị khá là tối tân. Vậy thì chiếc xe Hyundai Accent này thì phần thân vỏ thì quý chị cũng hoàn toàn có thể yên tâm về nó nhé. Đấy, rất là đẹp đúng không ạ? Một cái màu đen khỏe khoắn, sạch sẽ. Khi mà quý chị có cái nhu cầu mua chiếc xe này. Đấy, vào đây. Anh chị có thể nhìn thấy được nè, một cái đèn bi projector cộng với đại giải LED ban ngày và cái đèn dấu phẩy ở phía dưới đây, bi gầm này, tất cả các đường nét xe còn chuẩn mực như mới đây. Và quan trọng là chiếc xe không lỗi anh chị nhá. Đấy, lốp lắp thì cũng khá là mới luôn, lốp lắp khá mới này, trang bị ABS 4 bánh này, cùng phanh vàng ươm sau thời gian 8 năm sử dụng này, tất cả các đường nét gân khớp nối của xe còn chuẩn mực, form dáng của xe còn nguyên zin. Rất nguyên zin và chuẩn mực. Anh chị có thể nhìn phía gần vừa này, chuẩn mực đúng không ạ? Rất đẹp. Chúng ta với cái việc thiết kế cái form như thế này, anh chị có thể thấy được rằng là với những chiếc Accent thì luôn luôn là được người sử dụng tin dùng, bởi vì nó đã được đánh giá qua quá trình sử dụng nhiều năm rồi, chứ không phải là 1-2 năm. Mẫu này nó có cái form tồn tại lâu đời nhất trong tất cả các mẫu sử dụng, đó là 2013 đến 2010, cuối 2010 đến tận đầu 2017 thì bắt đầu mới đổi form, để thể hiện rằng cái chiếc xe này nó là cái chiếc xe chuẩn mực nên nó giữ được cái form dáng lâu đời như thế. Thường một chiếc xe thì chỉ khoảng 2-3 năm là người ta thay đổi form dáng thôi, nhưng với chiếc xe này thì mãi, dòng xe này thì mãi đến tận tồn tại đến hơn 6 năm trời đúng không ạ? Đây là phần khoang nội thất của chiếc xe này. Đấy, tất cả gần zin nguyên nhé, tất cả còn zin nguyên. Đấy, máy số zin. Cục ABS dẫn động, ABS 4 bánh nhé. Có thể xem tất cả các chi tiết xe còn nguyên bản này. Ok đúng không ạ? Rất là chuẩn mực. Accent 2013 phiên bản Blue số sàn và đang được chào bán tại Ba Tư Văn với mức giá đó là 325 triệu đồng, bao bảo hành cam kết cho quý khách hàng về thân vỏ, máy móc nguyên zin. Và một cái chiếc xe với cái tầm tiền thật là hợp lý cho quý khách hàng, chạy gia đình cũng được mà chạy dịch vụ cũng được. Vâng, nó là một chiếc xe phù hợp anh chị nhé, với mức giá tiền hợp lý cho quý khách hàng. Anh chị cần thông tin chi tiết thì hãy liên hệ số hotline 0989 470 3333 để có thể là chốt chiếc xe này thật là nhanh, mang về phục vụ cho gia đình, cho người nhà. Và cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi và chào tạm biệt.